Ghê. Anh ơi, ban ngày con mặt khai cái gì mà khai? Ban ngày làm sao? Vợ chồng mới cưới mà. Ảnh hưởng gì đâu. Tắm rồi. Ai? Vợ hẹn ai à? Không. Ta-da! Ngạc nhiên chưa? Mai Anh. Sao cháu ra mà không gọi điện báo trước để bố và cô ra đón? Thế thì còn gọi gì là bất ngờ nữa à? Bố Việt ơi, con gái bố về rồi đây. Bố. Sao đột xuất thế? Không báo bố trước hả? Con nhờ bố chết đi được ấy. Con bé đi. Cô có để đấy cho cháu ạ? Sao không gọi anh ra đỡ cho? Việc nặng thế này. Con uống nước nhá, để cô lấy cho. Mà này, con ra ngoài này đột xuất thế này, hai mẹ con có vấn đề gì đúng không? Bố nói đúng rồi đấy. Đúng là có chuyện thật. Con vừa quyết định làm một việc động trời. Này, cho tao hỏi mày. Ôi dồi ôi. Sao đây này? Đang tự dưng nó ở trong kia rồi. Học hành tử tế sao tự dưng lộn ra đây làm cái gì? Ta bảo rồi, lấy chồng thì không phải ở với con chồng. Đã thống nhất với nhau như thế rồi, bây giờ cha ra làm sao cả? Thôi mẹ. Mẹ cái gì? Thế tóm lại đầu cua tay nhau thế nào mày kể cho mẹ xem nào. Mà cháu giờ ở ngoài này cùng bố cháu, cô có thấy thoải mái không? Thế cháu ở cùng cô, cháu có thấy thoải mái không? Cháu đang hỏi cô mà. Chắc là cả hai cô cháu mình đều không thể nào trả lời câu hỏi này một cách thành thật ngay bây giờ được. Nhưng mà cô rất là hy vọng trong thời gian tới hai cô cháu mình sẽ sống với nhau một cách thoải mái nhất. Được không? Đây. Đây, đủ món rồi. Hôm nay nhà mình thịnh soạn nhỉ. Bao nhiêu món? Thỏ này, có cả món sườn nướng cô Giang làm cho con đấy. Nào, hai bố con thử tay nghề của cô đi. Nào. Ăn thử xem có hợp khẩu vị của cháu không nhá. Nhìn là biết là ngon rồi. Alo ạ? Vâng, em ra luôn đây ạ. Bố ơi, sườn của con ship đến. Cháu ông điện thoại. Con mượn, con thanh toán. Sao bao nhiêu món này lại thêm cả sườn của cô Giang nữa rồi còn con gọi thêm làm cái gì? Thì tại con thèm. Mà bố biết tính con rồi đấy, con chỉ ăn những thứ con thích thôi. Cô Giang, cô không khó chịu đấy chứ ạ? Đồ của ai đây? Mẹ. Ôi trời, cô à, mẹ à? Ừ mẹ. Vời. Mẹ em lên này. Sao mày nhìn thấy mẹ mà mày hốt hoảng thế? Con Giang nó làm sao à? Không. Hả? Ôi trời. Này mẹ, mày có làm sao không con? Dạ. Hả? Không sao ạ. Sao nào? Vợ con vẫn ngon, vẫn ngon ạ. Dạ. Mẹ. Hả? Tao lên rồi cũng gọi trước. Làm sao mà phải gọi trước? Tôi lên tôi thăm vợ chồng con gái tôi mà cũng phải trình báo à? Bà. Bà ơi. Bà. Bố ơi. Bà. Bà là mẹ cô Giang mà. Mẹ cô Giang đây mà. Ôi thế cháu không nhớ bà. Mẹ cô Giang. Thế bà vào phòng cháu làm gì? Bà hả? Bà thì bà thấy cửa mở thì bà vào thôi. Này bà thấy phòng này rộng rãi đấy. Có khi là bà phải ở đây mấy hôm ấy. Bố ơi. Cái gì đó? Sao đây? Bà chỉ muốn nhắc cháu này. Bây giờ cô Giang là vợ của bố cháu, cũng đồng nghĩa với việc cô Giang là chủ cái nhà này. Cháu làm cái gì, cháu muốn cái gì thì cháu cũng phải để ý đến cô Giang một tí. Thế thôi nhỉ. Trứng lại còn đời khôn hơn vịt à. Bà mà đây nhá, quá nửa đời người úp mặt vào sông quê rồi nhá. Bố cháu bảo là cháu phải đối tốt với bà và cô, vì dù sao chúng ta cũng là người sống chung trong một gia đình. Nhưng mà bố biết không, họ đâu có coi con là gia đình đâu. Bình tĩnh đại thỏ. Họ bàn nhau là phải đẻ thêm một đứa con để giành lấy tình cảm của bố. Hình như là họ sợ bố yêu con quá thì phải. Họ đâu có đối xử tử tế gì với con đâu. Họ khó chịu với con vì con tiêu nhiều tiền, vì họ nghĩ con đang đụng đến túi tiền của họ. Con đừng có trẻ con như thế, đi phòng đi. Bố nhầm rồi. Một đứa trẻ 18 tuổi,
12 năm sống với ông bà, 3 năm sống với bố, 3 năm sống với mẹ, bố nghĩ có còn trẻ con được à? Cháu nói cho bà biết, bà bảo vợ chồng cưới nhau thì tài sản là tài sản chung đúng không? Cháu là đứa trẻ có bố mẹ ly hôn đấy. Tài sản sinh ra sau hôn nhân thì là tài sản chung, còn trước hôn nhân thì của ai người nấy giữ. Nên nói tóm lại thì cả bà và cô đều đang sống nhờ nhà cháu đấy. Mày anh không được hôn. Cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang, cũng cách cô xử. Sao mày khổ thế con? Ôi, tôi không khóc nữa. Bỏ qua đi. Con bé nó phản ứng như thế cũng là vì mình không tin tưởng nó, cũng như là nó cũng không tin tưởng mẹ con mình. Con cũng sẽ phải cố gắng, cố gắng mà bao dung nó, cố gắng mà sống chung với nhau. Trải qua bao nhiêu chuyện, con lúc nào chỉ mong mình có một cái cuộc sống yên ổn, được một cái gia đình trọn vẹn như bao nhiêu người ta. Ôi! Chồng cũ đây rồi. Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách. Nè, mà công nhận á, có vợ xong á, trông chồng á phong độ hẳn nha. Rõ ràng rồi. À, còn đây chắc là Giang hả? Dạ, em chào chị ạ. Em chào anh các chị ạ. Chị nghe mọi người nhắc về Giang nhiều nhưng bây giờ mới gặp, công nhận là Giang trẻ ghê ha. Em cảm ơn chị. Thôi ngồi ngồi đi. Đang ở đây. Đây. Vào đây. Vợ ngồi đây, vợ ngồi đây. Đấy. Công nhận nhìn Giang trẻ thật đấy. Tuổi trẻ ăn mặc đơn giản nó lại càng tôn lên cái nét thanh xuân. Không như hai bọn mình nhỉ. Bây giờ bọn mình có đắp điếm bao nhiêu thì cũng không che được tuổi tác. Làm nhỉ? Nhị nhị cái gì? Bà đi mà già, tôi thích trẻ kẻ tôi đó. Già nó có cái hay của già mà. Tự tin lên bạn mình ơi. Bà mới phải trẻ hơn chứ. Tôi lúc nào cũng tự tin nhưng mọi người nói giùm tôi á, già có gì hay nào. Tóc thì bạc nè, da thì nhăn nheo chảy xệ. Mà có một số người nói là anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời. Vậy mà cuối cùng bác bỏ tôi đi lấy một người phụ nữ trẻ đó. Gia đình mày gặp chuyện à? Tự nhiên lại hỏi. Thì gia đình thỉnh thoảng cũng phải có tí vấn đề chứ. Mày một vừa hai phải thôi. Hôn nhân của mày có vấn đề. Mày không nói với tao. Mày đi nói với lão Vũ. Cái tao là bạn mày hay lão là bạn mày? Em hẹn anh ra đây là có một chút việc muốn nhờ anh. Em nhờ anh với tư cách gì? Bạn bè, đồng nghiệp hay là người yêu cũ của anh? Ở chỗ này. Giang là nhân viên của con. Nhân viên này, nhân viên cái con khỉ ấy. Hả? Vì nó mà vợ chồng mày bỏ nhau đúng không? Bố, khi con tiếp quản công ty, con mới biết là Giang đang làm việc ở đây. Mà bố thừa biết rằng khi con ly hôn, mọi thủ tục xong, một thời gian sau con mới chuyển ra Hà Nội, mới mua công ty này. Thế nên ấy, bố đừng có suy nghĩ linh tinh như thế nữa. Bố láo. Tình cũ không rủ cũng tới nhá. Mày, đáng lẽ mày phải là ông hoàng truyền thông rồi. Mày đã húp trọn cái ghế của công ty vợ cũ mày rồi. Thế mà vì nó mà phải làm cái công ty bé tí tị tì thế này, mày không thấy nhục à?
Hả? Xin chào. Em ra ngoài làm việc. Cô đây làm gì? Hả? Anh để quên đồ. Tôi lặn lội mang từ Sài Gòn ra đây cho anh. Có tâm đấy chứ. Nước hoa tình yêu với ý nghĩa là yêu mãi không rời xa. Còn đây là hoa hồng. Anh tặng tôi Valentine. Tôi vẫn còn giữ đấy. Mà hình như hồi đó hai người vẫn còn hẹn hò với nhau thì phải. Cô thôi đi. Tôi và cô đã ly hôn rồi. Cô đừng có bám theo tôi nữa. Tôi không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy đâu. Nhất là tôi đã khẳng định được rằng anh tìm mọi cách bỏ tôi là vì cô ta. Anh cưới tôi nhưng trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến cô ta. Đơn ly hôn vẫn còn chưa ráo mực. Anh chạy ngay đến đây để làm việc cùng một chỗ với nó à? Đừng ăn nói sằng bậy nữa. Chị cũng là người có học đấy. Đừng ăn nói kiểu vô văn hóa như thế. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng bản thân mình đấy. Em vừa nói anh. Cô làm cái trò gì đấy? Cô là Trâm, vợ cũ của Vũ phải không? Tôi quen cô à? Con điên, mày làm cái gì đấy hả? Đúng rồi, tao điên đấy. Điên cho nên là làm gì không lường trước ở đâu. Con điên á? Tao là bạn của Giang. Như thế này là còn quá nhẹ so với những gì mày gây ra cho nó. Điên, bỏ tao ra. Bỏ tao ra. Tao cảnh cáo mày nhá. Từ giờ còn làm cho bẩn với Giang ấy thì liệu hồn, tao cho mày què luôn đấy. Gì đấy à? Bỏ ra. Chú Hảo, con điên là đánh chị đấy. Hay nhờ. Bây giờ còn có cái trò gọi người vào đánh hôi à? Sao ai chụp ba đạt vậy? Chị có phải đàn bà con gái không? Trông thì cũng gầm cao mấy thoáng. Dáng thể thao đấy. Làm gì đấy? Nhưng mà chưa đủ tiêu chuẩn làm bé đường của chị đâu. Ngồi đấy mà chém gió. Bye. Mau đi cưng. Có chuyện gì? Đó. Em nói á, mà anh không có tin. Để anh lấy cho. Chào mọi người. Tình cờ quá hả? Chào chị. Chào chị Lan. Tình cờ quá. Mời chị ngồi. Anh. Chào anh Việt. Chào con. Chị Dâu, chị Dâu, chị Dâu, chị Dâu. Rau xào của chị đây, rau xào của chị đây. Em mời chị. Sự im lặng không làm cho chúng ta bình tĩnh hơn đâu. Nó chỉ làm cho sự suy diễn trở nên khuếch đại thôi. Em nghĩ vẫn nên thẳng thắn để nói chuyện thì tốt hơn. Vậy em nói đi. Đúng. Đúng là em và Vũ đã từng yêu nhau. Nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ thôi. Tất cả đã chấm dứt từ rất lâu. Sau đó em mới quen và lấy anh. Tất cả chỉ là quá khứ thôi. Quá khứ à? Anh cũng có quá khứ mà. Anh cũng từng có gia đình thế thôi. Cô Giang, cháu thấy cô hơi quá đáng rồi đấy. Cô và người yêu cũ làm chung một công ty, ngày đêm kề cận. Biết được lúc nào mà ăn cỗ. Bố cháu không có nói gì bao giờ đâu. Bố không nói thì để con nói. Hết lần này tới lần khác cô ấy phạm sai lầm mà bố vẫn bỏ qua được à? Thì vì bố tin cô. Bố muốn tin ý
thì chọn người cho đúng mà tin. Hay là đợi tới lúc mọc sừng trên đầu rồi thì mới trắng mắt ra. Hôn anh. Những chuyện vừa rồi bố con mình đều hiểu lầm nhau. Đáng lẽ ra bố phải tâm sự với con nhiều hơn, chia sẻ với con nhiều hơn, nhưng bố chỉ bắt con làm theo, bắt con phải chấp nhận. Thật ra vì muốn xấu hổ, bố không muốn con nhìn thấy những kém cỏi của bố. Bố cưới vợ đến lần thứ hai rồi, nhưng mà mọi thứ cứ nát bét ra. Bố không bảo vệ, che chở được cho con. Bố không biết cách giải quyết mối quan hệ xung quanh. Nhưng mà có một điều chắc chắn, bố rất yêu con. Bố yêu con lắm.